Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu với Trần Thị Lan, một phụ nữ 50 tuổi đang vật lộn với nỗi đau dày vò của trứng giò hậu môn. Cơn hoạn nạn này kéo theo cảm giác đau rát liên tục, ngứa ngáy không ngừng và có mùi khó chịu. Không thể ăn hay ngủ, ngại giao tiếp, ngại đi đến mọi nơi, cô rút lui vào chính mình, nỗi chán nản hiện rõ. Mặc dù đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng dường như không có phương pháp nào làm giảm bớt nỗi đau của cô. Trong lúc tuyệt vọng, cô bị lay động bởi lời khuyên của một người bạn, nên thử một con đường ít người đi, thuốc thảo dược. Cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ của một lương y cổ truyền có uy tín, thảo mộc HHT, người đã kê đơn cho cô một loại thuốc pha chế bằng thảo dược. Thảo dược này bao gồm phan tả diệp, được biết đến với đặc tính giải độc, kháng khuẩn và chống viêm. Ngải cứu nổi tiếng với tác dụng làm ấm, giảm đau và cầm máu. Cây thương chuột, có tác dụng bổ tỳ, tiêu đàm, tiêu sưng, một số thảo dược khác, được sử dụng vì lợi ích lợi tiểu và nhuận tràng. Tất cả đều được nghiền thành bột. Sau một tháng sử dụng đều đặn, cô nhận thấy các triệu chứng của mình giảm dần. Cơn đau rát và ngứa ngáy không còn nữa, mùi khó chịu bắt đầu giảm dần. Phục hồi. Sau ba tháng điều trị, Lan đã hoàn toàn thoát khỏi giò hậu môn. Tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn, Cô cảm ơn loại thuốc thảo dược đã đưa cô trở lại cuộc sống bình thường. Bài học nằm ở đây. Do hậu môn có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, thảo dược có thể là một lựa chọn hiệu quả và an toàn cho những bệnh nhân muốn tránh phẫu thuật hoặc dùng sau phẫu thuật giúp vết thương nhanh liền hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sử dụng thuốc thảo dược dưới sự hướng dẫn của bác sĩ uy tín để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Điểm cần lưu ý người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc bác sĩ đông y cổ truyền để được tư vấn cụ thể nên tránh tự dùng thuốc bằng thảo dược mà không có kiến thức đúng đắn mua thảo dược chữa dò hậu môn vui lòng liên hệ thảo mộc hht